Cô gái này đang ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, thấy một cậu bé chơi đùa dưới sân. Cô ta lên tiếng hỏi, thế nhưng cậu bé không nói gì, chỉ đưa tay về phía cô ấy. Lúc này cửa sổ bất ngờ đóng sầm lại. Cô gái chưa hiểu chuyện gì, bỗng phát hiện camera trong phòng đang hoạt động. Cô ta vừa nhìn vào, thì kinh hoàng khi thấy bóng một người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm. Ngôi nhà này quả thật có ma hay sao? Để kiểm chứng hãy quay lại cách đây vài ngày trước. Nữ chính của bộ phim là Julie. Do chán nản với cuộc sống thành phố Bon Chen đông đúc, cô đã cùng chồng là Daniel mua một căn nhà vùng ngoại ô với giá rẻ. Nơi này đã qua nhiều đời chủ, hiện tại bị xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng phải nhờ người đến sửa chữa lại ngôi nhà. Trong lúc đang dọn dẹp, một công nhân vô tình tìm thấy một sợi dây chuyền bị mắc kẹt trong toilet, nghĩ rằng của Julie nên đã đưa nó cho cô. Julie cho rằng đây có thể là tài sản của người chủ trước bỏ quên. Sau một ngày dọn dẹp vất vả, hai vợ chồng cuối cùng đã có thể thoải mái tận hưởng không khí ở ngôi nhà mới. Julie hiện tại đang có thai trong bụng, cả hai đều rất hồi hộp chờ đón thành viên thứ ba. Daniel đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ em bé cho vợ. Anh ta còn lắp camera quan sát toàn bộ căn phòng, tất cả chỉ vì đứa bé sắp chào đời. Tối hôm đó, Julie lấy sợi dây chuyền tìm được lúc sáng ra xem. Nhìn thấy nó có vẻ hợp với mình, cô không suy nghĩ liền đeo nó vào tay, không biết rằng chủ nhân của sợi dây chuyền này là một kẻ vô cùng đáng sợ. Ngày hôm sau, Daniel đã đưa vợ đến bữa tiệc cuối năm của công ty. Trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, anh ta vô tình tiết lộ quá khứ của Julie, rằng trước đây cô từng có thai, tuy nhiên đứa bé khi vừa ra đời thì không may đã chết. Mặc dù nhiều năm trôi qua, thế nhưng Julie vẫn không thể quên được nỗi đau khi xưa. Cô trách chồng đã gợi lại quá khứ đau buồn. Mặc cho Daniel cố gắng giải thích, thế nhưng cô vẫn buồn bực bò về phòng. Vừa lên cầu thang, bất ngờ nhìn thấy bóng một đứa trẻ phản chiếu trong tấm gương. Julie giật mình trượt chân té xuống đất. Cô gái sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra, thông báo rằng đứa trẻ vẫn an toàn. Tuy nhiên để tránh có thêm rủi ro, ông ta yêu cầu Julie không được di chuyển nhiều, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Thế là từ ngày hôm đó, Julie đã gác lại mọi thứ, tập trung chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng. Vì không thể ở nhà cả ngày với vợ, Daniel đã mua cho cô một chiếc TV để giải trí, còn chuẩn bị một bộ đàm để cả hai liên lạc với nhau. Ngày đầu tiên ở nhà một mình, Julie cố gắng tìm kiếm chuyện làm để vơi đi nỗi buồn. Tuy nhiên cô gái sau đó đã nhanh chóng cảm thấy chán nản. Khi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, bỗng Julie nghe thấy giọng cười một đứa trẻ con. Cô bước ra kiểm tra, phát hiện đó chỉ là âm thanh từ chiếc máy hút bụi. Thế nhưng ngay lúc đó, cánh cửa tủ đằng xa bỗng dưng bật mở. Julie lo lắng bước đến, mở nó ra thì không thấy gì bên trong. Tưởng rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng khuya hôm đó, khi đang ngủ, cô gái lại nghe tiếng cửa tủ bật mở. Vừa nhìn vào thì kinh hãi, khi thấy gương mặt một đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm. Julie sợ hãi hét lớn. Daniel liền chạy đến kiểm tra, thế nhưng không hề thấy đứa trẻ nào bên trong. Một tuần trôi qua, Julie lúc này đã cảm thấy vô cùng chán nản. Cô cả ngày chỉ ngồi một chỗ xem TV và làm việc vặt. Vừa ngó ra cửa sổ bỗng phát hiện một đứa trẻ, nó dường như đang chơi trốn tìm với ai đó. Julie lên tiếng hỏi mẹ cậu bé ở đâu, thế nhưng nó bất ngờ chỉ tay về hướng của cô gái. Lúc này cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại. Julie phát hiện camera phòng em bé có động tĩnh. Khi cô nhìn vào, kinh hãi khi thấy bóng một người phụ nữ lạ mặt trong tấm gương. Tưởng rằng có trộm, Julie vội chạy đến khóa chặt cửa phòng của mình, sau đó gọi điện cho cảnh sát đến ứng cứu. Lúc này bỗng xung quanh cô gái phát ra tiếng bước chân. Từ trần nhà hiện ra từng dấu chân như có ai đang bước đi trên đó. Julie vô cùng sợ hãi. Lúc này bên ngoài cảnh sát đã đến, Julie nhìn lại thì những dấu chân đã biến mất từ lúc nào. Cảnh sát sau đó đã tiến hành khám xét khắp ngôi nhà, thế nhưng bọn họ không tìm thấy bất kỳ ai ngoài cô gái. Daniel vừa lúc đó cũng đã về đến, anh ta sau khi nghe Julie thuật lại mọi việc thì tỏ ra chán nản. Cho rằng cô lại chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ, xung quanh ngôi nhà hoàn toàn không có gì ngoài cây cối. Tuy nhiên Julie lại chắc chắn bản thân không phải nằm mơ. Tối hôm đó cô gái không ngủ được, nhìn lên trần nhà thì phát hiện một chiếc xe đồ chơi. Khi nó vừa rơi xuống, đứa trẻ lúc sáng bất ngờ lại xuất hiện trước mặt. Julie chưa kịp hỏi gì thì nó đã chạy đi mất. Vì lo lắng cho vợ ở nhà một mình không ai chăm sóc, Daniel đã thuê một bà giúp việc tên Delmi, đến để trông nom và bầu bạn với Julie. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, cô gái bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó trên trần nhà, tuy nhiên có vẻ như chỉ mình cô nghe thấy được chúng. Những chuyện ma quái vẫn chưa chịu buông tha cho Julie. Vào một hôm khi đang tắm trong bồn, cô bất ngờ lại thấy bóng đứa trẻ hôm trước, nó chỉ tay vào bụng của Julie, bảo rằng em gái sắp sinh ra. Lúc này bất ngờ bụng của cô đau nhói dữ dội. Bác sĩ sau đó đã tới tận nhà để kiểm tra. Ông ta cho rằng đây chỉ là một triệu chứng bình thường trước khi sinh. Khi Julie kể về hồn ma đứa trẻ lạ trong nhà, bác sĩ bảo có thể đó là đứa con trai đã mất năm xưa của cô. Chỉ vì quá nhớ con nên Julie mới tưởng tượng ra cậu bé. Ông ta sau đó kê đơn thuốc an thần cho Julie, hy vọng sẽ giúp cô không nhìn thấy ảo giác nữa. Nhiều ngày sau đó, nhờ thuốc của bác sĩ mà Julie đã bình thường trở lại, không còn thấy hình ảnh đứa trẻ kia đâu nữa.
Tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, thế nhưng vào một hôm khi đang ngồi trên giường, Julie muốn chơi đùa cùng chú mèo của mình, cô gái ném quả bóng xuống gầm giường, một lát sau nó đã lăn ra. Nghĩ rằng chú mèo đã làm, thế nhưng Julie bất ngờ phát hiện nó lại ngồi đằng xa. Cô sợ hãi từ từ ngó xuống bên dưới, kinh hoàng phát hiện gương mặt của cậu bé hôm trước. Chuyện chưa dừng lại ở đó, buổi tối Julie thức trắng nằm quan sát phòng ngủ em bé. Cô phát hiện con ngựa gỗ trong góc tường đang đung đưa, như thể có ai đó đang ngồi trên nó vậy. Vào một hôm khi đang tắm, Julie lại vô tình bắt gặp hồn ma đứa trẻ hôm trước. Nó yêu cầu cô mau rời khỏi ngôi nhà, nói rằng người phụ nữ ấy sẽ không để đứa con trong bụng cô được yên. Julie chưa hiểu chuyện gì thì hồn ma đứa trẻ đã biến mất. Lúc này bà giúp việc Delmi từ bên ngoài bước vào. Julie như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đứa trẻ kia đang cảnh báo cô nên tránh xa bà giúp việc, có thể bà ấy đang muốn làm hại đứa bé trong bụng của cô. Julie tối hôm đó đã mang chuyện này kể cho chồng, yêu cầu anh ta cho Delmi thôi việc. Thế nhưng Daniel không đồng ý, anh ta không tin một người như bà giúp việc có thể làm những chuyện như vậy, còn cho rằng Julie chỉ đang trách nhầm người vô tội. Sáng hôm sau Daniel vẫn đi làm như mọi khi, ngôi nhà lúc này chỉ còn lại Julie và bà giúp việc. Bà ta cảm thấy cô gái hôm nay có phần hơi cảnh giác, nên đã đến ngồi gần và cố gắng nói chuyện với cô. Delmi sau đó kể cho cô nghe một câu chuyện về một người phụ nữ tên Melanra sống ở gần đây. Bà ta trước đây từng có 3 người con trai. Khi chuẩn bị sinh thêm đứa thứ 4, không may xảy ra một vụ tai nạn xe hơi khiến bà ấy bị sẩy thai. Melanra sau đó vì mất con mà trở nên trầm cảm. Bà ta giết 3 đứa con trai của mình, sau đó cũng tự sát ngay trong nhà. Julie nghe xong câu chuyện cảm thấy cái tên Melanra rất quen, thì ra chính là trong sợi dây chuyền mà cô nhặt được vài hôm trước. Cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, Julie liền gọi điện cho tờ soạn báo, nhờ họ tìm kiếm thông tin về người phụ nữ tên Melanra, cũng như nơi bà ta sinh sống. Sau khi nhận được thông tin, Julie vô cùng hoảng hốt, thì ra gia đình người phụ nữ ấy chính là chủ nhân trước đây của ngôi nhà. Đặc biệt hơn, hồn ma đứa bé trai mà Julie tưởng là con mình, thực ra lại chính là một trong 3 người con của Melanra. Lúc này Julie mới hiểu rõ sự việc. Người mà cậu bé muốn cảnh báo không phải bà giúp việc, mà chính là mẹ của nó. Lúc này bỗng nhiên bụng của Julie đau dữ dội, bên trong có một bàn tay đang bóp chặt lấy đứa trẻ. Cô gái hoảng sợ liền yêu cầu Daniel mau đưa mình đến bệnh viện, tránh xa khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên bọn họ chưa kịp đi, bỗng nhiên đèn căn nhà bất ngờ chợt tắt. Từ trong tủ có tiếng một đứa trẻ. Daniel bước đến mở ra, phát hiện một cậu bé đang ngồi bên trong. Nó bảo rằng mẹ sắp đến, sau đó bất ngờ leo lên trần nhà biến mất. Vừa lúc đó Delmi liền bị hất tung ra ngoài cửa sổ. Cú va đập mạnh khiến người phụ nữ chết ngay lập tức. Daniel nhận ra nguy hiểm bèn đưa vợ bỏ chạy. Tuy nhiên vừa ra bên ngoài, những thanh sắt trên kệ bỗng dưng rơi xuống, đè trúng người khiến anh ta té xuống đất ngất xỉu. Julie cố gắng gọi cho cảnh sát kêu cứu, thế nhưng ngay lập tức cũng bị hất văng vào nhà tắm. Lúc này hồn ma người phụ nữ tên Melanra từ từ xuất hiện. Julie bỗng dưng đau bụng dữ dội. Cô gái hét lớn một lúc, đứa trẻ trong bụng đã lọt lòng ra ngoài. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, hồn ma Melanra đã đứng trước mặt. Mụ ta hút lấy sinh khí của đứa trẻ, khiến nó khóc ré lên. Julie biết rằng nền nhà còn yếu, liền cố hết sức đập mạnh khiến nó vỡ nát, chiếc bồn vì thế cũng rơi thẳng xuống tầng dưới. Lúc này Daniel cũng đã tỉnh lại. Anh ta cố gắng chạy đến đỡ lấy Julie, thế nhưng cô gái đã bị thương nặng không thể dậy nổi. Julie đưa con cho chồng, yêu cầu anh ta mau rời khỏi nhà. Daniel không còn cách nào phải làm theo. Tuy nhiên dù cố gắng cách mấy, cánh cửa vẫn đóng chặt không chịu mở. Hồn ma Melanra vừa lúc đó cũng đã xuất hiện. Khi bà ta chuẩn bị tấn công Daniel, bất ngờ Julie liền đứng dậy ngăn cản. Cô gái hét lớn, bảo rằng đứa con là của tao, sau đó lấy tay đè vào đầu mụ ác quỷ, khiến mụ ta bị đánh bại, văng ra bên ngoài biến mất không chút dấu vết. Lúc này đội cứu hộ cũng đã đến, Julie định tới gặp bọn họ, thế nhưng nhận ra bản thân lại đang nằm trên sàn nhà. Cô gái chợt hiểu ra mình đã thực sự đã chết, và thứ cô nhìn thấy trước mặt chỉ là một cái xác không hồn. Julie vô cùng buồn bã, chỉ vừa mới sinh chưa được gặp con thì đã phải lìa xa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc, bước vào phòng ngủ thì phát hiện đó chính là đứa con năm xưa đã mất của mình. Julie ôm lấy nó và rời đi. Cầu thang ngôi nhà phát sáng như là cánh cổng dẫn đến thiên đường. Julie định bước lên, tuy nhiên đã bị bà giúp việc Delmi ngăn lại. Bà ta bảo rằng mình sẽ chăm sóc đứa trẻ thay cho cô gái, nói xong thì liền ôm nó biến mất vào phía ánh sáng. Cuối phim, nhờ ý chí sống mãnh liệt của mình, Julie đã thành công thoát khỏi tử thần. Đứa con của cô cũng hoàn toàn lành lặn. Gia đình 3 người bọn họ cuối cùng đã có một kết cục tốt đẹp. Bộ phim đến đây cũng đã hết, bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, để lại bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những bộ phim khác. Xin chào tạm biệt.